trên ngày mai cứ nhớ anh đây luôn. Có lẽ là điều này chưa bao giờ anh nói với em thôi. Đó là cái việc mà anh được gặp em, được làm quen với em, được yêu em là điều may mắn và hạnh phúc của anh. Cảm ơn em rất là nhiều khi mà cùng anh bước tiếp một con đường 10 năm bây giờ. Thì cái truyền thống này á, sau này vẫn sẽ tiếp tục thôi, chứ không hề có sự thay đổi. Em là lý do mà khiến anh phải phấn đấu mỗi ngày để mà hoàn thiện bản thân mình. Để khi mà anh đi bên cạnh em á, thì anh sẽ làm cho em the distance between us will